Video này mang đến cho bạn chiến thuật tấn công để hạ gục đối thủ bằng những đường truyền và những pha chạy chỗ đơn giản trong mặt sân 5 người. Các chiến thuật này đồng thời có thể mở rộng để áp dụng vào các pha phối hợp ở sân lớn hơn như sân 7, sân 9 và sân 11. Biến thức 1, 6 đường truyền dễ dàng xuyên thủng đối thủ của bạn. Bước 1, 2 hậu vệ kéo rộng, thủ môn truyền cho một người, trong khi người còn lại tự định vị bản thân để nhận đường truyền ngang. Bước 2, hậu vệ truyền ngắn dọc biên cho cầu thủ tấn công bên trên rồi chạy theo đường truyền. Bước 3, cầu thủ tấn công trả bóng ngược lại cho hậu vệ và chạy về phía vòng cấm. Bước 4, người tấn công thứ 2, người đã di chuyển trước đó, nhận bóng ở góc sân để truyền cho người tấn công đầu tiên ghi bàn. Biến thức 2, 5 đường truyền thông minh để tạo cơ hội ghi bàn. Bước 1, thủ môn chơi với một hậu vệ dọc biên trong khi hậu vệ thứ 2 được đặt ở vị trí trung tâm để nhận đường truyền. Bước 2, hậu vệ thứ 2 sau đó truyền ngắn cho cầu thủ tấn công rộng và chạy ngang ra biên để nhận lại bóng. Bước 3, bóng sau đó được phát cho cầu thủ tấn công thứ 2, người đã đẩy lên trên khu vực cấm địa. Bước 4, thay vì sút, bóng được trả lại cho cầu thủ tấn công đầu tiên, người đã xoay vào nhận bóng và có thể tự do sút. Biến thức 3, 2 đường truyền đơn giản để phá tan tuyến giữa đối phương. Bước 1, trung vệ di chuyển đoạn ngắn để vào tư thế nhận bóng từ thủ môn, nhưng lại giãn rộng để kéo đối phương theo. Bước 2, điều này tạo ra khoảng trống ở giữa để thủ môn truyền thẳng đến chân tiền đạo. Bước 3, cùng một lúc, hai cầu thủ ở cánh chạy theo đường chéo về phía tiền đạo và băng cắt qua nhau. Bước 4, tiền đạo sau đó nhả bóng cho một trong hai người chạy tự do vào khung thành để sút và ghi bàn.